Hóng sư si biết Lý Dịch Phong hẹn hò Địch định Nhật Ba có cổ phần Thành nghị đầu quân cho Dương Tử Đối với những người yêu thích xem tin tức hoa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận nhưng vẫn được dân mạng từ trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây sổ hoa ngữ có những tin dưa gì được quan tâm nhiều nhé! Kim Thần giúp Lý Dịch Phong che đại chuyện tình cảm. Giới truyền thông chụp được hình ảnh Lý Dịch Phong đi trượt tuyết với Phương Anna, Kim Thần và những người khác. Tuy nhiên những người khác chỉ làm nền thôi, tâm điểm chính là Lý Dịch Phong và Phương Anna. Thậm chí sau đó hai người còn cùng đi một xe về khách sạn. Còn nhớ hội tháng 3 vừa qua, Lý Dịch Phong và Phương Anna cũng vừa tin đồn hẹn hò. Cả Kim Thần cũng bị lôi vào cuộc, nhưng họ phủ nhận hẹn hò mà cho biết cả hai chỉ là bạn bè. Giữa thật thì Lý Dịch Phong và Phương Anna chỉ là bạn bè quen biết đã nhiều năm, nên muốn hẹn hò thì cũng chẳng cần đợi tới bây giờ. Hiện tại Lý Dịch Phong cũng không còn trẻ trung, Phan cũng chuẩn bị tâm lý chuyện anh ấy hẹn hò từ lâu. Thậm chí anh ấy còn từng đề cập đến chuyện kết hôn và sinh con, cho nên không cần thiết phải che giấu nếu thực sự đang yêu đương. Đáng tiếc là hiện tại Lý Dịch Phong vẫn còn đang độc thân, chưa tìm được đối tượng thích hợp. Giả sĩ Khải để Angela Baby hợp tác với Nhậm Gia Luân Gần đây có tin Angela Baby và Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác trong bộ phim Hẹn ước trạng vạng. Không chỉ vậy, dự án này còn do giả sĩ Khải làm nhà sản xuất kiêm đầu tư. Phía Nhậm Gia Luân yêu cầu nhất phiên trong bộ phim này, còn Angela Baby tuy danh tiếng có không ổn đi chăng nữa, nhưng dù sao cô ấy cũng là tiểu hoa 80 năm đang hot. Giả sĩ Khải lại lấy một bộ web drama nhị phiên Nam qua gặp mặt với Angela Baby, các bạn thấy có hợp lý hay không? Lý thầm mất đi người hậu thuẫn, Lý Thẩm và nhà sản xuất bên EQG xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại thì đã đường ai nấy đi. Vì chuyện này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Lý Thẩm và EQG. Cuối cùng hai bên đã quyết định dừng hợp tác. Hậu đà lớn nhất của Lý Thẩm đã sụp đổ. Tuy không đến mức trở mặt thành thù, nhưng cơ hội hợp tác chắc chắn sẽ giảm xuống. Lần trước Lý Thẩm đã bàn bạc ổn thỏa một phim mới, nhưng cuối cùng lại bị mất vai. Cô ấy đành phải bù vào lịch trình bị chồng bằng việc tham gia show giải trí. Thanh Nghị hủy hợp đồng với Hoan Thụy để đầu quân cho Dương Tử. Thanh Nghị làm sao có thể hủy hợp đồng với Hoan Thụy được chứ? Tuy trong danh sách nghệ sĩ của Hoan Thụy thì nhậm ra luận đứng đầu nhưng công ty lại coi trọng Thanh Nghị hơn hẳn. Anh ấy giờ chẳng khác gì nhất ca cả. Còn Thành Nghị và Dương Tử, tuy cả hai từng cùng làm một công ty nhưng không có liên hệ gì. Thậm chí thời điểm quay trầm vũn hương phai cũng chẳng vui vẻ cho lắm. Việc Dương Tử rời khỏi Hoan Thụy đã đành, cô ấy lại còn kéo thêm một người khác đi cùng. Việc này chẳng khiến gì, khiến bản thân và công ty cũ trở mặt thành thù, cô ấy sẽ không làm vậy đâu. Định Nghệ Nhật Ba đã nhận được cổ phần ở công ty Gia Hành, cô ấy được đãi ngộ vô cùng tốt. Duyên với người qua đường cùng danh tiếng của Trần Điều Vân tụt giảm, nhưng tài nguyện lại có chút khởi sắc. Hiện đang đàm phán thương vụ tiếp xúc phim mới, tuy nhiên dùng chiêu trò mãi có khi lại phản tác dụng, cô ấy cứ tập trung mà đóng phim thì hơn. Vương Tuấn Khải hiện đang cố gắng phát triển trên nhiều phương diện, ngoài màn ảnh rộng ra, nếu gặp kịch bản phim truyền hình thích hợp thì sẽ nhận đóng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!